đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể sớm rượu vãn trà Atlantis chi vương. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bắc Đại Tây Dương có một cái hải đảo. Mỗi khi tàu biển lái tới gần đảo nhỏ phụ cận, trên thuyền la bàn liền lại đột nhiên mất linh, toàn bộ thuyền cũng giống như ma giống như bị đảo nhỏ hấp dẫn tới, làm đội thuyền va phải đá ngầm đắm chìm. Giống như có tử thần tại thao túng rất nhiều hàng hải nhà nhìn đảo sinh ra sợ hãi, gọi nó tử thần đảo. 50 năm trước một tòa thật to kim loại thành lũy không có dấu hiệu nào không hàng tại đây tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, chỉnh tòa pháo đài từ siêu cấp hợp kim chế tạo. Trên thế giới nhất không thể phá vỡ lồng giam. Tử thần đảo bí mật lớn nhất tại ở trên thế giới thần bí nhất ngục giam tại đây bên trong. Đáy biển, này tòa ngục giam liền xây ở đáy biển địa ngục đảo kim loại thành lũy vẻn vẹn ngục giam nhập khẩu mà thôi. Ngục giam có cái bá khí tên, Atlantis, cả tòa ngục giam phẳng phất như là dài rộng làm 10 cây số hình chữ nhật hộp lớn trực tiếp đặt vào đáy biển giống như, ngục giam là dùng hiếm thấy tiên tiến đặc trùng pha lê đánh tạo thành. Này tòa trong ngục giam, giam giam giữ lấy trên thế giới kinh khủng nhất tội phạm, đệ nhất sát thủ, đệ nhất sát nhân cuồng ma, đệ nhất hacker, đệ nhất chính khách thậm chí còn có kinh khủng ngoại tộc. Mỗi một vị đều là đã từng lệnh các đại quốc gia hoặc hào phú tập đoàn nghe đến đã biến sắc tồn tại. Tuy nói là ngục giam, nhưng công trình phương diện rất là xa hoa, có thể xưng khách sạn năm sao. Lúc này lớn như vậy công cộng dùng cơm khu, trọn vẹn hơn 200 hào tội phạm đang dùng bữa ăn. Bình thường ồn ào dùng cơm khu, hôm nay vậy mà yên tĩnh đến đáng sợ lỗ ban đại sư đầu óc tối dạ đồ ngốc một thanh âm lại là đánh vỡ yên tĩnh hết thảy tội phạm ánh mắt mang theo kính sợ hoảng hốt rơi vào một chỗ dùng cơm khu trung ương khu vực trung ương một cái bàn trước phân biệt có ngồi hai người một già một trẻ lão nhân năm hơn sáu mươi một đầu tóc quăn đã hoa dâm nhô cao cái chán che kín nếp nhăn thật dài mũi ưng có chút lỏng lẻo trên mặt tái nhợt đáng sợ nhưng hắn một đôi đôi mắt lại là sáng ngời lạ thường, lộ ra thâm thúy trí tuệ. Lão nhân này thế nhưng là danh xưng trên thế giới giàu có nhất mục sư Adop, có được phú khả địch quốc tài sản, không biết phạm vào chuyện gì, bị giam giữ đến nơi đây. Trước mặt lão nhân người trẻ tuổi kia, thật sâu mắt quầng thâm, vô thần vẩn đục hai con ngươi, màu xanh gốc dâu cầm, rối bời tóc, càng là tiếng ngáp liên trời trên mặt mặc dù tăng thương vô cùng, nhưng lờ mờ có khả năng đánh giá ra hắn là một người hoa hạ, một cái ngục giam tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc người hoa. Ngục giam tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở người hoa này thân bên trên. Dùng cơm khu bốn phía đều là súng ống đầy đủ trang bị đến tận răng đặc chủng chiến sĩ, đặc chế trang phục phòng hộ dưới các chiến sĩ vẻn vẹn lộ ra một đôi khát máu nhưng cảnh giác tới cực điểm đôi mắt trong tay nắm thật chặt đã lên đạn chế thức vũ khí. Trong đó càng là có 16 cái đặc chủng hộ vệ cầm trong tay, hỏa thần pháo, danh sưng Gatling M134 súng máy tốc xạ, mỗi phút đồng hồ 6.000 phát xạ tốc. Càng khoa trương hơn là dùng bữa ăn khu bên ngoài. Liên tiếp khu giải trí cùng khu rừng chân chín tòa đề phòng tháp bên trên có 9 chiếc trong truyền thuyết thế giới đỉnh cao nhất vũ khí một trong bão kim loại vũ khí phóng ra hệ thống, nhưng tại một giây đồng hồ bên trong phóng ra một vạn sáu ngàn phát đặc chế vũ khí đạn. Như thế xâm nghiêm phòng ngự dưới, vượt ngục khả năng là không? Đã từng có đệ nhất thế giới lính đánh thuê vương cùng đệ nhất thế giới sát thủ hợp lại vượt ngục nhưng sau cùng liền cái toàn thây cũng không lưu lại. Bởi vậy, Atlantis ngục giam còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra ngoài lịch sử. Thế nhưng hôm nay tất cả những thứ này lại là nguyên nhân quan trọng làm một người phá vỡ. Người kia không là người khác, đúng là ngồi tại A Đốp trước mặt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên vốn không thuộc về nơi này, hắn 4 tuổi bị một vị lão giả thần bí mang vào ngục tại ngục giam dòng dã sinh sống 15 năm. Một vị nghịch thiên cường giả trong tù sinh ra, Diệp Khuynh Thiên chinh phục trong ngục giam tất cả cường giả, trở thành này chút đám tội phạm ác mộng. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lười biếng, chân đạp một đôi dép lào, một chân còn đạp trên ghế ngồi, khóe miệng ngậm một cây Cuba Havana xì gà, khói mù lượn lờ. Hóa thành từng cái vòng khói nhẹ nhàng thổ nạp lấy. Hai tay của hắn tốc độ cao nhấn điện thoại, trên màn hình bày biện ra, ngũ liên tuyệt thế chữ. Các ngươi tùy ý đưa tùy ý sóng, nước phục tối cường lỗ ban cũng không phải gọi không, Diệp Khuynh Thiên cười cười, thu hồi điện thoại. Ân, thật là thơm không hổ là hoa hạ vũ di sơn cấp cao nhất đại hồng báo diệp khuynh thiên tiện tay nắm lên trên bàn một ly trà đầu tiên là đặt ở chóp mũi hít hà ngay sau đó đặt ở khóe môi mấp máy phát ra hưởng thụ nỉ non tới a đốp người đây cũng là đắt nhất xì gà lại là đắt nhất lá trà nói đi đến cùng có chuyện gì vương ngài lập tức liền có thể đi ra ta chỉ xin nhờ ngài một việc a đốp mang theo kính sợ mỗi chữ mỗi câu chân thành nói diệp khuynh thiên hung hăng hít một hơi xì gà hỏi nói đi sự tình gì cướp bóc chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ ta cũng không làm a đốp khóe mắt hung hăng kéo ra kém chút không có ngồi vững vàng té xuống vương a ngài là cái thứ nhất có thể đi ra nơi này ta chỉ muốn ngài sau khi rời khỏi đây cưới ta nữ nhi duy nhất a đốp cực kỳ thành khẩn phốc, chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Khuynh Thiên vừa mới uống vào một miệng nước trà đều phun tại đốp trên mặt. Người chắc chắn chứ, Diệp Khuynh Thiên một mặt bất đắc dĩ, người nhà sinh đến bộ dạng này dung nhan, con gái của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Nói không chừng là loại kia ba bốn mươi tuổi, thô to như thùng nước eo, một thân lỏng lẻo thịt mỡ, nhìn thấy xuất ca gào một cuống họng nhào lên loại kia lão bà hình ảnh kia quá đẹp diệp khuynh thiên cũng không dám hướng xuống não bổ a đốp vội vàng xuất ra bên cạnh thủ hạ đưa tới khăn tay dùng sức lau một cái tầng tầng gật đầu vương ta xác định rồi nói sau diệp khuynh thiên gãi gãi mũi vốn định trực tiếp cự tuyệt thế nhưng là người ta đều đưa ngươi cuba xì gà cùng vũ di sơn đại hồng báo vương a người nhất định phải cưới nữ nhi của ta a a đốp tận tình nói con gái của ngươi đều sầu đến loại trình độ này. Ngươi còn không bằng đem ngươi mấy đời cũng xài không hết tài sản nhường cho ta. Ta cam đoan cho con gái của ngươi tìm 10 cái nam minh tinh tới. A-đốp chờ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên. Vương, nữ nhi của ta rất đẹp. Ta người này so sánh chú trọng bên trong, linh hồn trọng yếu nhất. Ân, linh hồn, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, dùng cơm khu hai tòa đề phòng phòng tháp ở giữa một đạo siêu cấp hợp kim cửa chính từ từ mở ra. Hết thảy tội phạm tầm mắt nhịn không được hướng hợp kim cửa chính phương hướng quăng đi. Chỉ có Diệp Khuynh Thiên còn tại từng ngụm từng ngụm hút lấy xì gạt tựa hồ hết thảy đều không liên quan đến mình giống như. Cộc 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 chỉnh tề bộ pháp vung lên, dẫn đầu bước vào 10 vị thân mang màu đen trang phục phòng hộ đặc chủng quân nhân, khải phu kéo mũ giáp, chống đạn mặt nạ. Gắt gao bảo vệ bọn hắn. Chỉ lộ ra một đối với con mắt bọn hắn nắm chặt lên đạn chế thức vũ khí, nhìn trong chọc vào trước mặt một đám, ma quỷ. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt, thẳng tắp hai chân thon dài chờ lấy cao ống quần lính, đem cái kia thẳng tắp đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dưới chân một đôi màu đen ủng chiến tăng thêm phong thái. Ánh mắt bên trên rời, một kiện màu đen chế, phục áo dài, trọn vẹn che đến đầu gối bộ phận, chế, phục áo dài bên trên tân trang càng là đáng chú ý, quả nhiên là tuyệt thế phong hoa. Nàng là một cái châu Á, khuôn mặt kiêm hữu đông Tây phương nữ tính Mỹ lệ, chỉ là một tấm tuyệt Mỹ khuôn mặt lãnh khóc giống như băng, trong đôi mắt tựa hồ xuyên suốt ra từng sợi băng châm. Tuyệt Mỹ dung nhan cùng ngạo nhân dáng người đủ để cho mỗi một vị nam nhân thu huyết sôi cháo. Ai cũng sẽ không nghĩ tới thế giới thần bí nhất ngục giam trưởng ngục giam lại là nhất nương nhóm trưởng ngục giam Isabel tại trọn vẹn 50 tên đặc chủng chiến sĩ hộ vệ dưới, chậm rãi đi vào bữa ăn chính khu rìa, xem như một cái khu vực an toàn đi. Số 250 Diệp Khuynh Thiên, này! Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm nói. Isabel nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, lên tiếng nói. Người có khả năng xuất ngục. Lập tức, lập tức. Một đám đám tội phạm kém chút hoan hô lên, mỗi người trên mặt đều toát ra thần sắc hưng phấn bọn hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại ngóng nhìn diệp khuynh thiên rời đi nhưng diệp khuynh thiên hỏi ngược một câu ta tại sao phải đi bởi vì ngươi vốn là không thuộc về nơi này lập tức rời đi isabel âm thanh lạnh lùng nói giống như ngàn năm băng sơn ra ngoài là không thể nào đời này đều khó có khả năng đi ra chỉ có thể dựa vào ăn trực miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi, tại bên ngoài một người hết sức nhàm chán, tại đây bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe ta siêu ưa thích nơi này. Diệp Khuynh Thiên hút thuốc cuốn, phun vành mắt miễn cưỡng nói. "Phốc đám tội phạm đơn giản muốn ói máu. Lừa các ngươi, ta nhận đủ địa phương quỷ quái này." Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng dậy. "Atlantis chi vương, Atlantis chi vương." toàn trường hơn 200 hào tội phạm đồng loạt đứng lên, dồn dập hô to một cái xưng hào, này tòa ngục giam trí cao vô thượng vương giả mới xứng một cái xưng hào. Vương, nhớ kỹ ngươi không là một người đi ra, ngươi đại biểu là chúng ta 250 cái đi ra, Diệp Khuynh Thiên quay đầu cười một tiếng. Đại gia yên tâm, các ngươi lão bà con gái ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố, đám người. Ngoặc kép chấm, A Đốp nhịn không được tăng thêm một câu. Vương, nhớ kỹ nữ nhi của ta. Vương, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có người hỏi. Diệp Khuynh Thiên dừng bước lại, nhìn về phía Isabel, hắn từ trong túi rút nửa ngày, rốt cục móc ra 100 đô la ném tới Isabel dưới chân. Đêm hôm đó ngươi chảy máu, mua chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ, đám tội phạm mập mờ nhìn xem Isabel thầm nói. Nguyên Lai Vương đã đem trưởng ngục giam cầm xuống xem trên mặt đất tiền, Isabel giật mình. Cả đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể sớm rượu vãn trà vứt bỏ thiên mệnh cách. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thụy sĩ Julius Bá, thụy sĩ đệ nhất tư nhân ngân hàng. Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại Julius Bá dưới cờ nào đó cơ quan tài chính, nơi này dùng cất giữ vật phẩm tư nhân nổi danh. Đây là hắn ra ngục một năm sau, đã hoàn toàn thích ứng ngục giam phía ngoài sinh hoạt trong một năm Diệp Khuynh Thiên tung hoành Europe hắc ám thế giới, được tôn sùng là Atlantis Chi Vương. Hôm nay mục đích tới nơi này là lấy lão giả thần bí vật lưu lại. Liên quan tới hắn thân thế cùng với một số bí mật. Đối tại thân thế của mình, mặc dù lúc ấy rất nhỏ, nhưng Diệp Khuynh Thiên cơ hồ đều nhớ. Chỉ nhớ như thủy triều phun lên trong óc thiên kinh diệp thị nhất tộc chính là hoa hạ bốn nhà giàu có đứng đầu. Diệp Vân Phi, đời nhà thanh đệ nhất cao thủ, võ đạo thông thần, không gì làm không được. Diệp Như Long, hoa hạ khai quốc tướng quân, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Diệp Phụng Thiên, thiên long bộ đội huấn luyện viên, thiết huyết lấy sưng, danh dương thế giới. Diệp Thị nhất tộc rực rỡ ba ngày ba đêm đều đếm không hết, trong gia tộc nhân tài đông đúc, sừng sững hoa hạ 500 năm không ngã. Thế hệ này dùng Diệp Cuồng Phong làm ngạo, cầm lái trăm tỷ vượt quốc xí nghiệp, quét ngang Á Châu giới kinh doanh. 19 năm trước, Diệp Cuồng Phong chi tử ra đời, đặt tên là Khuynh Thiên. Diệp gia cho kỳ vọng cao, sắp đổ tận tài nguyên bồi dưỡng, bị dự định là tương lai diệp tộc chi chủ. Nhiên, 2 năm sau, Hoa hạ đệ nhất linh sư long vô nhai tiên đoán diệp khuynh thiên thân có trí tà vứt bỏ thiên mệnh cách đừng nói một diệp tộc chính là mênh mông hoa hạ đều có thể đổ xuống. Lưu tại diệp tộc, diệp tộc khí vận dần dần suy kiệt chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Trong một năm, long vô nhai tiên đoán mấy sự tình từng cái ứng nghiệm, diệp tộc suy thoái. Sáu tháng cuối năm ngày nào đó, diệp khuynh thiên mẫu thân qua đời. Đêm đó, Diệp Khuynh Thiên bị khu trục ra Diệp Tộc. Đồng niên, Diệp Khuynh Thiên tao ngộ 17 lần ám sát tuần tự bị quản gia Tần Vân lôi cùng lão giả thần bí âm thầm bảo vệ. Đối với người bình thường tới nói, khả năng 4 năm tuổi sự tình trước kia căn bản không có ấn tượng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên đem từng màn đều ấn ký trong đầu, nhất là Tổ Tông, Phụ Thân, Thúc Bối bọn hắn tuyệt tình khuôn mặt đời này cũng sẽ không quên mất ném đi hết thảy suy nghĩ, Diệp Khuynh Thiên tiến vào ngân hàng. Tôn quý Diệp Tiên sinh mời đi theo ta, đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận về sau, ngân hàng nhân viên công tác đem Diệp Khuynh Thiên coi như thượng đế. Hả, đi ra mấy bước về sau, Diệp Khuynh Thiên thấy một vị tới làm nghiệp vụ phương đông nữ tính. Nữ nhân một đầu mái tóc mây khoác cuồn cuộn xuống tới, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Lông mi dài bao trùm hạ đôi mắt đẹp lập lòe cự người ở ngoài ngàn dặm hàn quang, đáy mắt lại ẩn sâu nồng đậm yêu thương, dùng băng lãnh che giấu đứng lên. Sóng mũi cao, thanh tú bên trong lại lộ ra lạnh lùng. Nhàn nhạt môi đỏ nhẹ khẽ cắn, cảnh giác ý vị mười phần một thân trang phục nghề nghiệp thức, lại phát họa ra nóng bỏng dáng người, nhất là trước ngực sóng cả mãnh liệt, dương liệu eo nhỏ, có thể kham một nắm. So với chuyên nghiệp người mẫu cũng hoảng sợ không kém nhiều. Ngự tỷ, hoàn mỹ ngự tỷ. Diệp khuynh thiên ánh mắt bên trên rời, ngự tỷ cổ áo có một khối băng ngọc mặt dây chuyền. Oanh! Diệp Khuynh Thiên tại chỗ ngơ ngẩn, trên mặt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu trùng hợp như vậy, nữ nhân tựa hồ chú ý tới Diệp Khuynh Thiên, không khỏi quăng tới tầm mắt. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cùng nhân viên công tác tốc độ cao tiến vào tư nhân lối đi, chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Hắn giống như nhận biết ta. Hoa thanh phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên đi vào tư nhân ngăn chứa trước. Thật sự là quá xảo hợp, lại là nàng. Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ Diệp ra làm thông gia, cho hắn lập thành một môn đính hôn. Đối tượng là thần châu bốn nhà giàu có đệ nhị hoa gia tiểu công chúa Hoa Thanh Phi, so Diệp Khuynh Thiên lớn hơn ba tuổi. Đối Hoa Thanh Phi Diệp Khuynh Thiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hắn chỉ là nhận ra Hoa Thanh Phi trên người khối kia băng trùy. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt khiếp sợ liên tục. Từ khi trong tù thu hoạch được nghịch thiên truyền thừa về sau, thường xuyên hắn sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái. Tỉ như trinh chiến vô thượng tinh vực, đánh cho sao trời hủy diệt mộng. Hết thảy đều cực kỳ chân thực. Trong mộng trải qua thường xuất hiện một tiên tư yểu điệu nữ tử, chỉ có một cái đường nét cùng bóng lưng, lại cùng hoa thanh phi cực kỳ tương tự. Cho nên diệp khuynh thiên mới có thể sửng sốt, đưa vào mấy đạo mật mã về sau, ngăn chứa mở ra đặt ở kim tủ vật phẩm bên trong là cái túi da thú. Vốn định trực tiếp mở ra túi da thú, nhưng Diệp Khuynh Thiên phát giác được cái gì, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vệt nụ cười. Xem ra nữ nhân này đưa tới không ít con ruồi. Vừa rồi hắn quan sát qua, nhà này cơ quan tài chính khách hàng chỉ có hắn cùng Hoa Thanh Phi, như vậy đối phương chỉ có thể là hướng Hoa Thanh Phi tới. Thu hồi túi da thú, Diệp Khuynh Thiên theo tư nhân lối đi rời đi. Giờ phút này, răng khắp nơi trong thông đạo lộ ra gian trá bầu không khí. Yên tĩnh, hết thảy đều quá mức yên tĩnh. Răng rác, một giây sau, toàn bộ cơ quan tài chính lâm vào một mảnh đen kịt lưới điện bị chặt đớt. Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ đối phương hơn phân nửa sử dụng là một loại khoa học kỹ thuật tạc đạn, có thể trong nháy mắt nhường một tòa thành trấn lưới điện lâm vào tê liệt. Ẩm ầm kèm theo nổ vang một tiếng, nào đó cái lối đi đặc chế cửa hợp kim bị oanh mở. Hơn 10 người ăn mặc y phục tác chiến rong binh trong khoảnh khắc sông tới. Thể lòng tạc đạn, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Hắn giấu ở nơi nào đó, chờ nhóm này rong binh tiến lên về sau, hắn mới đi theo. Chẳng chọc mấy cái lối đi về sau, nhóm này rong binh mới dừng lại phốc phốc, trong đó một vị dòng binh xuất ra một bình khí bình, tại đặc chế cửa hợp kim bên trên phun ra chất lỏng. Oanh, ba giây về sau, tại kiểu mới thể lỏng tạc đạn ăn mòn dưới, cửa hợp kim trực tiếp nổ tung. Nguyên lai là thế giới 10 vị trí đầu lính đánh thuê tổ chức thiên phạt trách không được có năng lực xông vào nơi này. Hết thảy an bài đâu vào đây? trong ngục giam, Diệp Khuynh Thiên nghe lính đánh thuê Vương phân tích qua dòng binh giới hết thảy, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Một năm nay càng là tiếp xúc qua Thiên phạt, dòng binh tổ chức Thiên phạt tại dòng binh giới thế nhưng là hung danh hiển hách. Mỗi một vị đều là hoa món tiền khổng lồ bồi dưỡng, chỉ cần chiến thuật vận dụng thỏa đáng, mỗi một vị đều là lấy một địch trăm tồn tại bọn hắn chuyển động tại phi châu trung đông chờ chiến trường đánh ra nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu ha ha đám thái điều tốt coi như những lính đánh thuê này xông vào thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm bọn hắn lúc này mới ý thức được có người tại sau lưng nhưng bọn hắn không loạn chút nào sáu người quay người đối phó diệp khuynh thiên những người còn lại tiếp tục tiến công ầm um. Diệp Khuynh Thiên lãnh mâu lóe lên, đạn pháo một dạng bắn ra đi, một quyền đánh vào rong binh ngực, trên người hắn y phục tác chiến tại chỗ nứt ra. Ngực càng là xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Cứ việc những lính đánh thuê này đều là thiên phạt tinh anh, lại phân phối tân tiến nhất trang bị, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Một máu, song sát sáu giết trong khoảnh khắc Diệp Khuynh Thiên đã hoàn thành sáu giết hành động vĩ đại. Tư nhân trong mật thất, chỉ có Hoa Thanh Phi cùng Tùy Tùng Lâm Nhã Nam hai người. Hoa Tổng, bọn hắn rõ ràng là hướng chúng ta tới, đợi chút nữa để ta ở lại cản bọn hắn, Lâm Nhã Nam dặn dò, một gương mặt xinh đẹp để lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Lâm Nhã Nam theo bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thực lực rất cường hãn, đã từng ra sân chiến trường, một mực là Hoa Thanh Phi bảo tiêu. Hoa Thanh Phi một mặt bình tĩnh, đối phương làm xong chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng để cho chúng ta tùy tiện rời đi, biện pháp duy nhất liền là giết ra ngoài, Hoa Thanh Phi trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Hoa Tổng ta biết ngươi có được đài quyền đạo hắc đoạn thực lực, đợi chút nữa một khi có cơ hội, ngươi nhất định phải mang theo văn bản tài liệu rời đi trước, lâm nhã nam lần nữa dặn dò. Tư nhân ngoài mật thất, sáu tên dòng binh đi vào. Cơ quan tài chính lưới điện đã khôi phục trong thông đạo sáng rực khắp. Nhưng đối với thiên phạt tới nói, thời gian đầy đủ. Dẫn đầu dòng binh vung tay lên, bên cạnh một người lập tức muốn phun ra thể lòng tạc đạn đám thái điều chạy cái gì a à, cái kia đạo đáng ghét thanh âm lại truyền tới sáu người đều là khẽ giật mình há thượng đế a à, thấy diệp khuynh thiên sống sót sáu người lập tức nghĩ đến các đồng bạn xuống tràng giết chết hắn sáu người phân tán chỗ đứng hướng diệp khuynh thiên xạ kích cộc cộc cộc, cộc. vô số đạn như mưa rông gió bão chút xuống sen lẫn thành hỏa lực dày đặc lưới phong kín diệp khuynh thiên chạy trốn hoặc là tiến công hết thảy góc độ một vòng bắn phá qua đi sáu người ngạc nhiên phát hiện diệp khuynh thiên không thấy hắn vậy mà không sợ đạn ai thái điểu trung quy là thái điểu ta còn không có ra sức các người liền ngã xuống sáu người sau lưng vang lên diệp khuynh thiên bất đắc dĩ thanh âm hắn tiếng nói vừa dừng sáu người phù phù ngã xuống đất thân thể chậm rãi tràn ra máu tươi động tĩnh bên ngoài làm sao ngừng mật thất bên trong, lâm nhã nam một mặt kinh ngạc. Đem cửa mở ra, hoa thanh phi hạ lệnh. Hoa tổng cái này không được đâu. Một phần vạn gặp nguy hiểm, lâm nhã nam mặt mũi tràn đầy lưỡng lự. Mở ra, hoa thanh phi âm thanh lạnh lùng nói. Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể sớm rượu vãn trà vị hôn thê là võ đạo cao thủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com ầm ầm, Lâm Nhã Nam điền mật mã vào về sau, cửa hợp kim mở ra. A, à, Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam thấy một chỗ thi thể, kinh ngạc liên tục. Hà, hai người càng là thấy cửa thông đạo chợt lóe lên bóng lưng. Lại là hắn, Hoa Thanh Phi đuổi theo, nhưng nơi đó còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Tôn kính Hoa tiểu thư xảy ra chuyện như vậy chúng ta rất xin lỗi. Đối với ngân hàng nhân viên quản lý xin lỗi Hoa Thanh Phi một câu đều không nghe lọt tai, nàng trực tiếp hỏi. Trong vòng 5 phút đồng hồ, ta muốn biết vừa rồi cùng ta cùng một thời gian làm nghiệp vụ tiên sinh hết thầy tư liệu, Hoa tiểu thư rất xin lỗi, chuyện này làm không được. Bất luận cái gì khách hàng tư liệu đều là bảo mật, Hoa tiểu thư ngài cũng biết nói, Hoa Thanh Phi hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên quản lý liếc mắt trực tiếp rời đi cơ quan tài chính. Hoa Tổng, người không có tìm được. Nhưng đã đã điều tra xong, ra tay với chúng ta chính là thế giới 10 vị trí đầu dòng binh tổ chức thiên phạt, diệt trừ tại phía sau màn thao tác người, bọn hắn tổng cùng điều động 30 tên dòng binh. Mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, hao tổn của cải trăm vạn tạo ra, bọn hắn phân phối có trước mắt tân tiến nhất đơn binh trang bị, dù cho ngài ta cộng lại, cũng chỉ sợ rất khó đối phó còn có cứ việc chúng ta hacker xâm nhập nhà này cơ quan tài chính, nhưng này tên tiên sinh tư liệu vậy mà không tồn tại, nửa giờ sau, Lâm Nhã Nam đem tra được tư liệu nói cho Hoa Thanh Phi. Nhưng vẫn là đều bị một mình hắn giết, Hoa Thanh Phi tự lẩm bẩm đôi mắt sóng ánh sáng lưu truyền. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên tại Thụy Sĩ mỗ ra sáu khách sạn cấp sao bên trong hắn đem túi da thú mở ra bên trong có một cái phong thư cùng với một khối lệnh bài màu đen trong phong thư nội dung rất đơn giản diệp khuynh thiên thân thế cùng với phía sau an bài năm đó diệp cuồng phong một nhà quản gia tần vân lôi theo diệp ra thoát ly đến tây bắc kim thành thành phố dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ra sức làm bỏ vốn sinh vài tỷ tần thị tập đoàn Lão giả thần bí cho Diệp Khuynh Thiên an bài chính là đi tìm Tần Vân Lôi, nhường Tần Vân Lôi an bài hắn cuộc sống sau này. Đến mức tấm lệnh bài kia Diệp Khuynh Thiên nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bất kỳ trò đến, lão giả thần bí cũng không có làm bất kỳ nói rõ. Ban đêm, Zurich lái hướng Hoa Hạ Kim Thành chuyến bay khoang hạng nhất bên trong. Diệp Khuynh Thiên vừa mới tiến tới liền ngây ngẩn cả người bởi vì thực sự quá xảo hợp hắn lại gặp được hoa thanh phi tóc dài như thác nước chiếu nghiêng xuống khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục làn ra ánh sáng nhu hòa như ngán cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm như giọt đôi mắt cắt nước sóng xanh đảo mát không nói ra được cao quý thanh nhã một thân quần dài trắng hoa thanh phi xuất trần như tiên ngạo thế mà đứng thoáng như tiên tử hạ phàm khiến cho người không dám nhìn gần Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam vẻn vẹn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt về sau, liền từ trên người hắn triển khai ánh mắt. Nhìn thoáng qua đăng ký bày, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp ngồi tại Hoa Thanh Phi bên cạnh. Thu thập xong hành lễ Lâm Nhã Nam đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, vênh váo hung hăng mà nói. Tiên sinh có thể hay không cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chúng ta thay đổi chỗ ngồi, ngươi, qua bên kia, Diệp Khuynh Thiên lười biếng mà nói ngươi đây là cùng người giọng thương lượng sao không ta không phải thương lượng với ngươi ta là tại mệnh lệnh ngươi lâm nhã nam lạnh lùng nói hoa thanh phi thế nhưng là có được vận thông hắc tạp không cần nói đổi chỗ ngồi dù cho nhường máy bay trở về địa điểm xuất phát đều có thể cô nương nhìn ngươi tuổi còn trẻ rất có tiền a à? lâm nhã nam vừa muốn nói gì diệp khuynh thiên thanh âm vang lên lần nữa vậy mà có được lớn như vậy một tòa sân bay, ngươi. Lâm Nhã Nam hai con ngươi đơn giản muốn phun lửa, Diệp Khuynh Thiên không phải liền là đang nói nàng ngực phẳng sao. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm cái này cùng nàng nói đùa, Lâm Nhã Nam đã ở vào nổ tung dìa. Ta đếm ba tiếng, người nếu là không nhường nữa chỗ ngồi, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nhã Nam nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên ta liền lệch không để cho mở, nhìn ngươi có thể làm gì ta, Diệp Khuynh Thiên tranh phong đối lập. 1, 2, Lâm Nhã Nam, bỗng nhiên, hoa thanh phi thanh âm vang lên. Hiểu rõ, hoa tổng, Lâm Nhã Nam không còn chiều uy hiếp, đi vào một bên khác chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ là tầm mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thiên, sợ hắn mưu đồ làm loạn một dạng. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu dò xét hoa thanh phi sườn nhan đơn giản hoàn mỹ, ngũ quan đường cong ôn nhu, tú mũi thẳng vểnh lên, da thịt có loại trong suốt chất cảm, tiên khí mười phần. Hai ngọn núi no đủ, đường cong ngạo nhân, một đôi thon dài cặp đùi đẹp không mặc tất chân, hoàn toàn bại lộ trong không khí, thời khắc đang câu dẫn phạm nhân tội. Quá giống, cùng trong mộng cái kia đạo nhớ thương thân ảnh thời gian dần trôi qua nặng chồng lên nhau đối mặt Diệp Khuynh Thiên như vậy trần trụi giò xét, hoa thanh phi thờ ơ. Diệp Khuynh Thiên thậm chí có thể cảm nhận được nữ nhân tâm suất không chút nào phát sinh biến hóa, cơ hồ có rất ít chuyện có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn. Thuyết phục tục một điểm nữ nhân liền là động vật máu lạnh. Nữ nhân này thật rất mạnh mẽ, Diệp Khuynh Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nửa giờ sau, máy bay trên không trung đã ở vào bình ổn trạng thái nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, theo khoang phổ thông truyền đến tiếng súng cùng hô tiếng huyên náo. Lập tức bốn tên nắm giữ súng ống nam tử sông vào khoang hạng nhất. Hoa tiểu thư ngươi tốt, chúng ta rốt cục gặp mặt. Thật sự là không nghĩ tới hoa tiểu thư sớm chuẩn bị sẵn sàng, để cho chúng ta chọn vẹn đánh mất 30 tên tinh anh cho nên không thể không xin lỗi thông chi hoa tiểu thư, văn bản tài liệu chúng ta muốn dẫn đi, người chúng ta cũng phải mang đi, người tới quang minh thân phận, lại là thiên phạt. Diệp Khuynh Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới tất cả những thứ này, thật sự là đánh giá thấp các ngươi, chúng ta tạm thời thay đổi tuyến đường không đi nước Anh, trực tiếp trở về Trung Hoa. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi biết, Lâm Nhã Nam lạnh lùng nói. Nàng cùng Hoa Thanh Phi tạm thời từ bỏ hành trình, cái này cũng dẫn đến hai người vé máy bay chỗ ngồi không là nối liền cùng nhau. Hiện tại Lâm Nhã Nam đơn giản muốn hận chết Diệp Khuynh Thiên, Hoa Thanh Phi chỗ ngồi gần cửa sổ, khoảng cách nàng có chút xa, bảo vệ thoại độ khó rất lớn. Nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên nhắm mắt lại, theo bản năng cho là hắn là đang sợ. Thật sự là hèn nhát, Lâm Nhã Nam giận mắng một tiếng hoa tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào một người cầm đầu cười hỏi thật cảm giác được các ngươi đứng trên ưu thế sau hoa thanh phi đột nhiên toát ra một câu có ý tứ gì dòng binh thủ lĩnh nhíu mày không khỏi hỏi một giây sau phát sinh tất cả mọi người chưa dự liệu một màn hoa thanh phi theo chỗ ngồi biến mất lại xuất hiện thời điểm vậy mà tại dòng binh thủ lĩnh trước mặt ầm um. Hoa Thanh Phi vung lên chân dài, xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm đường vòng đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể sớm rượu vãn cha con rể tới nhà. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Diệp Khuynh Thiên, hắn lại là Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi kinh ngạc liên tục. Trước đó vài ngày, nàng thông qua đặc thù con đường thăm dò được Diệp Khuynh Thiên còn sống, hắn bị nước ngoài một đôi vợ chồng thu dưỡng, sinh hoạt túng quẫn trước đó không lâu vợ chồng già càng là lần lượt qua đời diệp khuynh thiên lại ở mấy ngày này về nước đầu nhập vào tần vân lôi xem ra tình huống là thật thật lâu hoa thanh phi phát ra một tiếng cảm thán diệp khuynh thiên thân bên trên không có một tia hào phú quý tộc khí chất bình thường đến không thể lại bình thường tranh lệch quyết định hai người đời này tựa như là hai đầu đường thẳng song song sẽ không có bất kỳ gặp nhau một bên khác, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp chạy tới tần gia trang vườn. Tần gia tổ trạch ở vào kim thành thành phố ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ trang viên, Tần gia thế nhưng là kim thành tứ đại gia tộc, đúng nghĩa hào phú. Trang viên tên là Ngọa Long Sơn Trang, dựa vào núi, ở cạnh sông. Trong Sơn Trang khu biệt thự đình đài lầu các kiến trúc cấu thành một bức tú lệ hình ảnh, đông tây phương phong cách kết hợp cho người ta đánh vào thị giác. Sơn Trang tiếp đãi trong phòng khách, rất nhiều người, hoặc đứng hoặc ngồi. Thượng tọa trên ghế bành thình lình ngồi một lão giả, già vẫn tráng kiện, tinh thần quắc thước. Tần Kiến Quốc, phụ thân của Tần Vân Lôi, Tần Gia Chi Chủ. Tần Vân Lôi cũng không bên ngoài truyền như vậy dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn vốn là xuất thân đại gia tộc, chính mình có thực lực, tăng thêm có tài nguyên. Tự nhiên có thể chế tạo ra vài tỷ xí nghiệp. Tần gia nguyên lai chỉ là kim thành Tam Lưu gia tộc, nhưng Tần Vân Lôi trở về về sau, một tay đem Tần gia đẩy lên tứ đại thế gia địa vị. Ngồi bên cạnh chính là Tần Kiến Quốc thê tử Ninh Nguyệt Kiều, phía dưới ngồi phân biệt là Tần Lăng Nguyệt phụ mẫu Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di, Tần Lăng Nguyệt nhị thúc Tần Vân Bác, tam thúc Tần Vân Khải. Còn có Tần Lăng Nguyệt một chút thầm thầm cùng với Tần gia một một ít bối phận, hôm nay người Tần gia cơ hồ đều tụ tập tại cùng một chỗ. Đợi chút nữa các ngươi đều chú ý một chút. Nói chuyện chính là Tần Vân Lôi, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú phía trước, thỉnh thoảng có tinh quang toát ra đến, thân bên trên toát ra không giận tự uy khí thế. Khiến cho mọi người tại đây thở mạnh cũng không dám một cái. Diệp Khuynh Thiên Diệp thiếu gia hồi trở lại đến rồi, quản gia Ngô Bá vội vã nói. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung lại, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tần vân lôi khen ngợi gật đầu cũng không tệ lắm không hổ là đại ca nhi tử có thể trung quy là hào phú vứt bỏ thiếu thôi khang mỹ di hít một tiếng mặt lộ vẻ không cam lòng khang mỹ di đến từ tây bắc siêu cấp gia tộc khang gia là tần gia này loại kim thành tứ đại thế gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại khang mỹ di xuất thân hào phú đối tương lai con rể kỳ vọng cực kỳ cao diệp khuynh thiên nếu là diệp gia đại thiếu khang mỹ di muốn hưng phấn chết nhưng hết lần này tới lần khác không phải nghe được tần vân lôi muốn đem con gái gả cho diệp khuynh thiên khang mỹ di là một trăm cái không nguyện ý diệp khuynh thiên chỉ có thể nói đối tần vân lôi có một tia ấn tượng tần vân lôi cũng là rất nhiệt tình đối diệp khuynh thiên hỏi han ân cần càng là nói cho hắn biết một cái khiếp sợ tin tức muốn đem con gái tần lăng nguyệt gả cho hắn tần thúc này có chút không ổn đâu tần vân lôi nhìn xem diệp khuynh thiên ngữ trọng tâm trường nói có khả năng nói như vậy không có đại ca cùng đại tẩu liền không có hiện tại tần vân lôi ta tuyệt không cho phép con của bọn hắn chịu khổ những năm này thúc thúc một mực tại tìm ngươi rốt cục thăm dò được tung tích của ngươi hiện tại ta có thể làm liền là đem lăng nguyệt gả cho ngươi cam đoan ngươi đời này không lo tần thúc Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp. Thật sự là không biết đại ca theo cái kia tìm tới này sao trổi, như thế một cái con cóc tiến vào ta tần ra, làm sao nhường bên ngoài xem. Chúng ta tần ra ai biết sẽ có hay không có khó, tần vân bác bỗng nhiên phát ra bất mãn thanh âm. Tần vân khải phụ họa nói, không sai, lang nguyệt ưu tú như vậy, thì đại học kim thành thành phố ba vị trí đầu tồn tại. Nàng chồng tương lai sao có thể là một giới người tâm thương. Lăng Nguyệt tương lai trượng phu ít nhất phải là tứ đại thế gia dòng chính thiếu gia loại cấp bậc này, chưa từng nghĩ là một cái chẳng phải là cái gì sao trời? Tần Lăng Nguyệt thầm thầm nhóm cùng một chỗ nói ra. Đúng, người nói tiểu tử này một không có gia thế, hay không có trình độ. Muốn năng lực không có năng lực, muốn tài hoa không giỏi hoa cũng không thể về sau cho người khác nói lăng nguyệt trượng phu là một cái rời gạch a đến làm cho nhiều ít người cười đến rụng răng xem xét liền là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi tới bấu víu quan hệ loại người này ngươi hy vọng hắn có cái gì tiền đồ con rể tới nhà ta cảm thấy một cái nam nhân cái gì đều có thể không cần nhưng mặt mũi khẳng định phải vậy mà thấp hèn chạy tới làm con rể tới nhà hắn loại người này liền là điển hình nhẫn nhục chịu đựng, đây là người thói hư tật xấu. Trở thành ta tần ra con rể tới nhà, hắn là gà rừng biến phượng hoàng cao hứng cũng không kịp đây. Tiểu tử này có một chút chúng ta so ra kém, vậy liền là vận khí tốt, vậy mà trở thành lăng nguyệt muội muội trượng phu, tần ra bọn tiểu bối vênh váo tự đắc đánh giá diệp khuynh thiên nếu như diệp khuynh thiên còn đắt hơn làm diệp tộc tử đệ trở lên chỗ có biến căn bản sẽ không xuất hiện xuất hiện tình huống sẽ chỉ là những người này quỳ liếm diệp khuynh thiên cũng nhìn thấy tần lăng nguyệt một thân trắng thuần sắc tu thân váy liền áo linh lung tinh tế thân thể mềm mại câu lạc đắc sen vào nhau tinh tế cổ áo hình chữ v thiết kế vừa đúng cũng không thương phong nhã lại không che đậy cái kia ngạo nhân đường cong dưới làn váy lộ ra đường vòng cung duyên dáng thon dài hai chân, tựa hồ bôi một tầng pho mát giống như, hiện ra mê người màu sắc. Khuôn mặt tô điểm đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, đẹp đến làm người nghe thở. Tần Lăng Nguyệt không chỉ có thành tích học tập xuất chúng, Mỹ Mạo càng là số một số hai, còn không có tiến vào đại học, sớm bị chọn làm làm giáo hoa. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên xem chính mình, Tần Lăng Nguyệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống xem ra môn này đính hôn tất cả mọi người là không đồng ý, không chỉ là nàng một người. Nhưng không có cách ai có thể thay đổi phụ thân chủ ý đâu. Tuy nói gia chủ là tần kiến quốc, tần gia sống lưng lại là tần vân lôi. Giả yến bên trên, đám người giữ im lặng. Chủ yếu là tần vân lôi khí chàng mạnh mẽ. Khuynh thiên, ngày mai ngươi liền cùng lăng nguyệt đi học ta đều đã sắp xếp xong xuôi người tóm lại qua được bên trên cuộc sống của người bình thường đến mức chuyện kết hôn chờ các ngươi sau khi tốt nghiệp điệu thấp kết hôn tần vân lôi cười nói ân điệu thấp kết hôn tốt nhất nếu như chiến trận lớn rất nhiều người đến cái kia quá mất mặt không sai ta tần ra không tự ái đó a à, nếu để cho diệp ra biết không biết hội sẽ không đối phó chúng ta nhưng chính là ủy khuất lăng nguyệt đứa nhỏ này kết hôn cũng phải lén lút nghe được tần vân lôi nói như vậy dưới đáy đám người nghị luận ầm ĩ diệp khuynh thiên một mực vẻ mặt bất động đối với cái này không thèm quan tâm tần kiến quốc đối ninh nguyệt kiều nhỏ giọng nói kẻ này tâm tính trầm ổn bình tĩnh chỉ có thể quy kết làm hai phương diện hoặc là xuất thân hào phú từ nhỏ bồi dưỡng có cực cao tu dưỡng hoặc là liền là ra vẻ chấn định thôi, Ninh Nguyệt Kiều thở dài nói. Đối với Diệp Khuynh Thiên, chỉ có thể là sau một loại. Ra vẻ chấn định, dùng cái này tới dẫn tới lực chú ý của chúng ta, để cho chúng ta đối với hắn thưởng thức, lè người mà thôi. Tần kiến quốc hừ lạnh một tiếng. Dạ yến sau khi kết thúc, đám người đem Diệp Khuynh Thiên thét lên một bên. Tần kiến quốc ngữ trọng tâm trường nói khuynh thiên a à, đầu tiên hoan nghênh ngươi trở thành ta tần ra một thành viên có mấy lời ta phải dặn dò ngươi vài câu về sau đâu ngươi muốn cùng lăng nguyệt kết hôn lăng nguyệt tình huống như thế nào ngươi vừa rồi cũng biết qua chúng ta chỉ hy vọng ngươi đây thành thành thật thật đợi tại lăng nguyệt bên người không cho nàng thêm phiền mất mặt liền là đối với nàng trợ giúp lớn nhất khang tĩnh gì cũng nói khuynh thiên a à, chúng ta không hy vọng ngươi có sự phát triển lớn đến mức nào về sau đâu ngươi thành thành thật thật nắm lăng nguyệt giao phó nhiệm vụ của ngươi làm tốt là được rồi ngươi cũng biết nói tần gia là kim thành tứ đại thế gia coi trọng nhất môn đăng hộ đối cho nên tại bên ngoài ngươi muốn thường xuyên bận tâm lăng nguyệt mặt mũi tuyệt đối không thể để cho nàng xấu hổ càng không thể làm ra có hại lăng nguyệt danh dự sự tình diệp khuynh thiên không nói một lời tựa hồ căn bản không nghe thấy một dạng lập tức tần vân lôi người một nhà mang theo diệp khuynh thiên rời đi bọn hắn cũng không ở tại tần trạch tần kiến quốc thở dài một hơi đứa nhỏ này không nói một lời rõ ràng là không phục đây ai ninh nguyệt kiều mắt sáng lên hừ lạnh nói không phục lại như thế nào đời này hắn chỉ xứng làm con rể tới nhà diệp ra cùng hắn không hề có một chút quan hệ lăng nguyệt ngươi trước mang khuynh thiên đi đặt mua điểm thường ngày vật dụng tần vân lôi dặn dò kỳ thật những vật này sắp xếp người liền có thể quản lý tốt nhưng hắn hy vọng diệp khuynh thiên có thể cùng tần lăng nguyệt có thể có thời gian trao đổi ở chung lên xe tần lăng nguyệt lạnh lùng chừng diệp khuynh thiên liếc mắt tiến vào một cỗ màu đỏ ferrari bên trong Diệp Khuynh Thiên sờ lên mũi, ngồi xuống, đi tới nửa đường, Tần Lăng Nguyệt trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, "Vừa rồi ngươi vì cái gì một câu không nói? Người khác đều cho là ngươi cố ý trang sâu lắng đây." Diệp Khuynh Thiên cười cười. "Ai nghĩ sao? Cha mẹ ta liền là cho là như vậy, nhất là mẫu thân của ta." nàng xuất thân siêu cấp hào phú khang gia lễ nghi phương diện cực kỳ coi trọng nàng nhất thấy không quen như ngươi loại này đùa nghịch tiểu thông minh tần lăng nguyệt lạnh lùng nói cao ngạo ngẩng đầu diệp khuynh thiên cười nhạt một tiếng vậy ngươi có tin ta hay không có thể có nhường khang gia phục tùng lực lượng đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể sớm rượu vãn trả lời nhác hướng mấy cái sâu kiến nói rõ lý do nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Xùy, Tần Lăng Nguyệt dừng ngay, xe phát ra dồn dập tiếng thắng xe. Xuống xe, Tần Lăng Nguyệt trừng mắt Diệp Khuynh Thiên, quát: "Làm gì, xuống xe." Diệp Khuynh Thiên nhường Khang gia Phục Tùng, "Đây tuyệt đối là Tần Lăng Nguyệt đời này nghe được buồn cười lớn nhất." Khang gia đây chính là liền tứ đại thế gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, chỉ bằng Diệp Khuynh Thiên. Thật coi chính mình vẫn là Diệp gia thiếu gia sao? Diệp Khuynh Thiên ta cho ngươi biết, đời này đều không khả năng này. Người liền chớ vọng tưởng. Tần Lăng Nguyệt để lại một câu nói, liền giao động lên cửa sổ xe. Oanh, nhìn xem xe hồng thủy mãnh thú lao ra, Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Then chốt tần gia trang vườn ở vào vắng vẻ vùng ngoại ô, hiện tại tần lăng nguyệt đưa hắn ném ở nửa đường, đừng nói đón xe, liền liền xe cái bóng đều rất khó coi đến. Xoạt, bỗng nhiên bên đường bụi cỏ bên trong lóe lên một vệt bóng đen lờ mờ có thể thấy là một con thỏ cũng tốt trong núi làm điểm thịt rừng cơm tối có chỗ dựa rồi diệp khuynh thiên cười cười một đầu đâm vào rừng sâu bên trong kim thành địa thế là hai núi chen lẫn nhất xuyên trên cơ bản có thể nói chỉnh tòa thành thị bị vây quanh tại dãy núi bên trong phiến khu vực này thuộc về long tuyền sơn có chứ danh long tuyền bãi săn thường xuyên có phú hào có lẽ đại nhân vật tới này bên trong trải nghiệm săn thú niềm vui thú. Bình thường Long Tuyền bãi săn tiếp đãi khách nhân tối thiểu đến có hơn 10 vị, nhưng hôm nay bãi săn bị người đặt bao hết. Bãi săn rừng sâu bên trong một nhóm người thong thả đi lại, cầm đầu là hai tên lão giả, mặc dù năm vào 60, nhưng thân thể khỏe mạnh, bước đi sinh phong, mang theo một loại khí thế bén nhọn văn thành huynh ngươi theo bộ đội xuống tới cũng có hai mười năm hôm nay nhìn một chút ngươi thương pháp có hay không thoái hóa trong đó một vị ăn mặc quân trang phục màu xanh lục lão già cười hỏi bên cạnh thân thể hơi mập da lão già tóc trắng cười nói lý huynh a à, so sánh so sánh ngươi tới nói ta thương pháp này không đáng giá được nhắc tới đều nói tay súng thiện xạ đều là đạn cho ăn đi ra đạn cho ngươi ăn trọn vẹn hơn bốn mươi năm Ta sao có thể so, ha ha, này có thể không nhất định, năm đó ở bộ đội thương pháp của ngươi thế nhưng là không có chút nào so ta kém a." À. Lý Học Xương cười cười, thuận tay cầm lên một ống súng săn ném cho Bạch Văn Thành. "Lý huynh nếu nói như vậy, vậy hôm nay ta cũng qua đã nghiền." Bạch Văn Thành tiếp nhận súng săn bắt đầu bắt đầu đánh giá. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành thế nhưng là có lai lịch lớn. Lý Học Sương là cao quý Tây Bắc quân đội Kim Thành điểm tư lệnh quân khu, quyền cao chức trọng. Lực ảnh hưởng có thể không thể so với tứ đại thế gia yếu, thậm chí tứ đại thế gia cũng sẽ kiêng kỵ. Bạch Văn Thành đồng dạng có lai lịch lớn, Kim Thành tứ đại thế gia Bạch Gia chi chủ. Đã từng cùng Lý Học Sương là chiến hữu, cùng một chỗ trên chiến trường từng vào sinh ra tử phía sau hai người đi theo năm sáu người diệt trừ lý học xương cảnh vệ cùng bạch văn thành tùy tùng còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi nam sinh coi như lớn lên đẹp trai có được thẳng tắp thân thể mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế hắn là lý học xương cháu yêu lý dịch thần nữ hài dáng người cao gầy có tới một mét bảy một đôi cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài so với chân mô hình đều hoảng sợ không kém nhiều một tấm lớn chừng bàn tay mặt trái xoan đẹp như tiên nữ, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt khi xương tái tuyết, xinh đẹp đến cực điểm. Nữ hài tên là Bạch Tố Y, là Bạch Văn Thành tôn nữ. Tố Y muội muội, bạch gia gia kỹ thuật bắn tinh xảo, gia gia của ta khen ngợi quá đáng đến mấy lần đây, Lý Dịch Thần đùa vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy đều là nịnh nọt ý tứ. A, à, Bạch Tố Y gật gật đầu, tựa hồ không quá muốn phản ứng Lý Dịch Thần tố y muội muội đợi chút nữa chúng ta cũng đi đi săn đi vừa vặn nhường ngươi nhìn ta thương pháp mấy năm này ở trong bộ đội ta cũng không có phí công trộn lẫn lý dịch thần tiếp tục nói khắp khuôn mặt là kỳ vọng có dương gia thân thủ ý nghĩ rồi nói sau bạch tố y một mặt lãnh ngạo nhàn nhạt đáp lại lý dịch thần cũng không uể oải ngược lại hưng phấn theo sau lần thứ nhất dùng cái đồ chơi này thật là có điểm không thích ứng Bạch Văn Thành nói ra, Lý Học Xương phụ họa một tiếng, ai nói không phải đâu, cái đồ chơi này thật là có điểm không dùng được. Thủ trưởng, phía trước 11 giờ phương hướng có con mồi xuất hiện, Lý Học Xương cảnh vệ viên phát hiện tung tích con mồi. Tốt Văn Thành huynh bắt đầu, Lý Học Xương cả người khí chất biến đổi, một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức để lộ ra tới. Tốt, Bạch Văn Thành cũng là như thế, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía hai người thình lình khởi động là báo đi săn xuất kích hai người vô luận là tư thế vẫn là bước chân tiết tấu đều đưa tiến lên ở giữa xạ kích môn học này suy diễn đến cực hạn oanh oanh hai người gần như đồng thời nổ súng to lớn tiếng oanh kích vang vọng rừng sâu nơi xa lại có một đạo huyết tiễn tiêu xạ đám người truy gần xem xét một con thỏ hoang cơ hồ nửa cái thân thể bị tạc nát chết hết sức thấu triệt đồng thời có thể theo vết thương dấu vết nhìn ra, thỏ rừng chúng hai phát. Thủ trưởng cùng bạch lão này kỹ thuật bắn thật sự là tuyệt, ít nhất tại 60 mét dưới tình huống dùng súng săn đánh chúng, huống chi các ngài nhị lão là lần đầu tiên sử dụng súng săn A. Lý học xương cảnh vệ tán thưởng liên tục. Lý dịch thần kinh ngạc đồng thời, một mặt hưng phấn. Dù cho lãnh ngạo bạch tố y cũng lộ ra mỉm cười. Ha ha, có chút ý tứ lý huynh ngươi hôm nay liền bồi ta qua đã nghiền bạch văn thành bắt đầu nhét vào đạn sau hai giờ lý học sương cùng bạch văn thành trọn vẹn đánh tới bảy tám con con mồi ai đáng tiếc a à. này con mồi không phải thỏ rừng liền là một chút dã gà mà thôi bạch văn thành thở dài nói thỏa mãn đi thời đại này có thể có săn thú địa phương cũng không tệ rồi lý học sương cười cười thủ trưởng, hướng ba giờ lại xuất hiện con mồi, cảnh vệ thanh âm lần nữa truyền đến. Đi, Văn Thành Huynh, Lý Học Sương cùng Bạch Văn Thành lần nữa xuất động. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên vừa vặn đi vào rừng sâu bên trong, trong tay hắn dẫn theo một con thỏ, vừa mới truy kích trăm mét tay không săn bắt đến. Hả, lại tới một con, vừa vặn đánh xong trở về. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, trong chốc lát lao ra. Xùy, hắn nhặt lên một hòn đá nhỏ tiện tay ném ra ngoài đi, giống như đạn một dạng xé rách không khí, lôi ra một đạo bạch ngấn. Phốc phốc, ngoài trăm thước thỏ rừng chúng chiêu, trực tiếp ngã xuống đất. Một giây về sau, hai tiếng súng vang truyền ra. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến, hắn rất mau tìm đến thỏ rừng, sách trong tay cất bước rời đi. Tiểu tử ngươi làm gì? Đem thỏ rừng buông xuống nhưng một giây sau, một đạo lăng lệ thanh âm truyền đến. Lý học xương đám người cũng tới đến, bảy tám ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, quay người rời đi. Chậm đã, thứ này không phải ngươi, Lý Dịch Thần chợt quát một tiếng, hai tên cảnh vệ ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Ta đánh tới làm sao không phải ta sao, Lý Dịch Thần khinh bỉ nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ngươi, rõ ràng là gia gia của ta cùng bạch gia gia dùng súng săn đánh tới. Trả lại ngươi đánh tới. Ngươi nói một chút ngươi dùng cái gì đánh? Ta dùng cục đá, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ha ha, cục đá, ngươi cũng đừng khôi hài. Ngươi xem một chút vết thương này lớn như vậy giống như là dùng cục đá đánh sao? Còn nữa, nói dùng súng săn đều rất khó đánh tới con mồi ngươi dùng tảng đá có thể đánh đến. Người cho rằng người đập kịch truyền hình đâu? Có phải hay không đạn sẽ còn rẽ ngoặt A? À. Thủ đoạn tốc độ cao run run liền có thể đánh tới con mồi A, à. Lý Dịch Thần sắc bén chỉ trích nói. Lý Học Sương cùng Bạch Văn Thành trên mặt sinh ra không vui, Diệp Khuynh Thiên trong tay dẫn theo hai con thỏ hoang vết thương cũng không nhỏ, hoàn toàn liền là nổ tung, nơi nào sẽ là cục đá đánh tới. Dùng cục đá đánh tới thế nào phải là võ đạo cao thủ, nơi nào có Diệp Khuynh Thiên chuyện gì? Hai người đối Diệp Khuynh Thiên ấn tượng rất kém cỏi. Bạch Tố Y trong mắt càng là toát ra thần sắc chán ghét. Rõ ràng cầm đồ của người khác vẫn còn muốn khoác lác. Làm sao? Nói không ra lời a, à, Lý Dịch Thần trêu tức nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường lười nhác hướng mấy cái sâu kiến nói rõ lý do thôi